Cô xin chào tất cả các con. Đến bây giờ hoạt động tạo hình ngày hôm nay, cô mời các con xem một số hình ảnh sau đây. Đầu tiên, cô dùng tay phải cầm một phần đất, tay trái giữ bảng, sau đó cô bóp để làm mềm đất. Sau khi cô bóp mềm đất rồi, cô đặt đất xuống bảng và dùng lòng bàn tay phải lăn dọc viên đất. Cô lăn đến khi nào viên đất dài ra. Khi cô lăn đất dài ra rồi, cô cầm hai đầu và uốn cong lại với nhau. Sau đó, miết hai đầu đất lại tạo thành một chiếc vòng hình tròn. Cô chúc các con nặn được những chiếc vòng thật đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.